Rất 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 rất. Ui. 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 Được, thằng này giận quái được. Ui. Ui nhà mày con này to. Ui khổng lồ khổng lồ khổng lồ khổng lồ khổng lồ khổng lồ. Từ không đừng kéo đấy, đừng kéo đấy. Để cho nó mệt đi ạ, để mày. Ui. Mất luôn một cái. Ui. Cún ta. Ui. What's up anh em, chào mừng em đến với Lạ Vlog. Ok, trên tay mình đây là một chiếc cần câu siêu siêu dẻo. Đây gọi là cần câu dẻo nhất thế giới. Tí nữa mình sẽ cho anh em xem cái độ dẻo của nó như nào. Mình đã order một bộ cần câu này trị giá là tổng cả tiền ship là 144.000. Đấy. Thì bao gồm một cần câu siêu dẻo 2m1. Rồi cái gì? Túi viên bi sắt dành cho xe đạp loại 6,3 ly. Đây. Thì cái bộ này là mình đã order ở bên Shopee về. Đấy, nếu mà anh em nào muốn mua cái bộ này giống của mình ấy, thì cái shop, cái đường link của cái shop này mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả luôn. Anh em có thể kích vào mua nhé. Thì tí nữa mình sẽ cho anh em xem cần câu siêu dẻo nó sẽ như thế nào. Và hôm nay mình sẽ thực hiện một cái thử thách, đó chính là câu cá bằng cần câu siêu dẻo, cần câu dẻo nhất thế giới. Thì cái bộ này thì mình có đặt thêm cả cái bi sắt về đấy, để bắn chim ấy. Đấy, nhưng mà do kiểu vận chuyển đâm ra nó cái chỗ này nó bị bục ra. Và sau đó thì mình có liên hệ với bên shop ấy, thì bên shop ok ngay, họ hỗ trợ lại mình cái số tiền mà bi này. Đấy, coi như là do quá trình vận chuyển là bi nó bị rơi rụng ra hết rồi, thì họ hỗ trợ lại mình cái số tiền bi. Thì ngoài ra trong đây là có những cái một số phụ kiện mà họ đã tặng mình đấy. Ok, đây là cái bộ cần câu của mình đây. Thì cái hôm mà mình nhận ship thì mình có mở ra để mình gọi là kiểm tra hàng rồi, nhưng mà mình chưa mở bên trong. Đấy, vẫn để nguyên nhá. Đây, chúng ta sẽ mở những cái phụ kiện nhỏ này trước đã. Ui giời, viên bi vẫn còn sót một vài viên bi này. Đấy. Đây anh em ơi, đây là cái bộ mỏ khóa link người ta tặng đây. Thì khi mua đủ voucher thì người ta sẽ tặng này, vài cái lưỡi với cả vài khóa link này. Đấy, nói chung là khóa link này câu cá giếc thôi anh em ạ. Đó, anh nhìn này. Khá là ok nhá. Được tặng mấy cái đấy. Rồi, và đây là chiếc cần của chúng ta. À, quên, mình còn đặt cả cái này nữa, quên mất, suýt nữa mình định vứt cây ống đi. Cái này gọi là cái quấn cước đây. Đấy. Ok anh em nhá. Ok em nhá, bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật chính ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ thử thách câu cá bằng chiếc cần dẻo nhất thế giới này. Tí nữa anh em sẽ hiểu tại sao mình gọi cần này là gọi là cần câu dẻo nhất thế giới. Đây. Nào để mở ra xem nào. Đó, ồ cũng khá là ngon đấy anh em ạ. Đây anh nhìn nhá, cái chỗ khóa máy này. Mình chỉ đặt cần thôi, không đặt máy, thì vì mình có máy rồi nha em nhá. Khóa máy bằng sắt nha anh em nhá, bằng nhôm bằng sắt này. Đấy. Rồi cần đây. Đến đây là cụt anh em nhá. Đấy, cụt rồi. Nhưng mà cái cần thì khả năng là đây, để khả năng trong đây này. Ui. Đó, cái vút nó siêu nhỏ luôn này. Uốn cong này. Này. Úi giời ơi. Đây để mình lắp vào cho anh em xem nhé. Ok em ơi, đây, cần câu đây. Đấy. Nó khá là nhẹ thôi, cái này khả năng bằng sợi thủy tinh rồi. Nhưng mà nó rất là mềm em nhá. Cái phần thân này vẫn rất là bình thường. Nhưng đến cái phần này này. Đến cái phần này này em nhìn này. Biết tí biết teo này, siêu mỏng, siêu nhỏ. Siêu dẻo luôn anh em ơi. Dẻo chưa? Đó, ok nhá. Ok em ơi, tối hôm qua là mình cả đêm đi săn anh em ạ. Hôm qua cái lúc này, bố mình có bảo là thấy dấu ba ba mà cả đêm đây. Ra đây cho anh em xem. Cả đêm hôm qua đi săn mà không được. Đây này. Đấy, anh em nhìn có thấy cái vẹt không? Một vẹt là từ cái vũng nước này lên trên cái chỗ kia nằm kìa. Đấy, xong là cái đường kia đi về đây này, anh nhìn thấy chưa? Cái dấu mờ mờ này. Đấy, xong đi về đến đây, điểm cuối cùng kết thúc là ở đây.
mà tối hôm qua là mình đi bới này, đi tất cả các điểm xung quanh bờ, bên kia cũng có một điểm kìa, kìa anh nhìn thấy chưa? Thấy chưa? Bên kia có một rãnh kìa, đấy cái dấu này, cái dấu như kiểu có hai chân xong là một có một cái đuôi giữa đấy, đấy. Hôm qua là mình đi vùng quanh bờ là mình bới rồi, mà không được, nhưng cuối cùng đến chiều tối ngày hôm nay mình đang đứng ở đây cho cháu ăn thì mình nhìn thấy nó ở chỗ này, đây ra đây, ra đây. Em đi luôn đây, em đi luôn kia, đấy. Tí nữa mình sẽ đưa anh em ra kia xem cái dấu để cho anh em biết là cái dấu ba như thế nào nhá. Đây này. Thì nó về đây từ bao giờ đấy? Vừa lấy mình cho ăn thì thấy nó bò đây. Đấy. Xong mình ra phát là rút xuống cái khu vực này này. Mình chắc chắn khu vực này nó không chạy được tại vì chỗ này là đất cứng này. Đấy chưa? Đây sao? Ơ đây đấy. Vừa thấy là nó rút ở đây cơ mà. À không phải, đây con trăng. Đây là vừa mình thấy giúp chỗ này đục đục thôi. Nó kiểu đang ra ăn con cá này, những con cá con này. Đấy. Xong là thấy mình động một phát nó giúp xuống dưới bùn. Phải là ngốc thật à? Đã bảo là nó luồn nhanh lắm, nhanh lên. Không, anh cứ nghĩ là chỗ này đất cứng nó không chạy đi đâu được thôi. Cứt tị. Mò cả đêm rồi, tìm cả đêm đi. Ui. Mò đi. Mò nó đập, nó cắn, nó chỉ quanh quẩn khu vực này thôi nhưng mà vậy nó giúp sâu lắm. Con lên đây để nó đi ăn đấy, hiểu không? Ừ. Em nghĩ là chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Khả năng là tối hôm qua nó xuống từ dưới lên đây. Một là nó ở đây, hai là nó từ trên kia xuống này. Anh nghĩ là nó xuống dưới đây nó lên. Nó có biết bò xuống dưới bùn không? Khó chứ, bọn này giúp kinh lắm. Thế à? Thế rút đi đâu rồi? Mất thì không mất được nhưng mình không dám mò tay thôi. Ừ. À thế đeo găng tay vào. Bọn đây này, chỗ này toàn đất cứng này. Thế thì nó chỉ bò ra đây thôi. Chỉ ở chỗ này thôi. Ừ. Biết đâu nó nổi nổi đằng dưới. Biết thế bảo em ra nhóm trước xong là anh anh về anh ấy ừ. Về lấy máy ảnh hơn chứ. Nhìn qua lại. Nhưng mà làm sao mà biết nó lủi lủi đi đâu được? Mình nhìn một phát là biết ở đâu ấy. Em chịu. Ví dụ anh chỉ anh bảo nó ở đây chỗ này rồi thì em cứ nhìn thôi, nếu mà nó động một phát là em nhìn thấy nó đi đâu ngay. Bây giờ anh càng cầm que chọc nó càng lủi sâu. Đúng không? Giờ có khi nó lủi ra đây rồi này. Đây, đây. Đâu, đâu? Có phải. Đúng rồi, đây. Đây. Đây, đây. Đây đâu? Đây. Lấy que bậy à? Đây rồi. Đây này. Sao cái ba cái đầu nó dài thế hả anh? Ba đầu chả dài. Giờ mới nhìn. Sao dặm dặm đúng vào cái kiểu này. Giờ mới nhìn thấy. Ôi con ơi nhìn này ba này con ơi. Ba này con ơi. Bố săn cả đêm hôm qua bây giờ mới lộ ra đây đấy. Này. Ôi. Yêu rất xinh nhở. Khi nó bò nó sẽ tạo thành dấu này. Hôm qua là vùng quanh ao này là mấy dấu rồi. Tí nữa mình sẽ đưa anh em ra kia để xem. Đây này, cái dấu này. Nó đang định bò xuống dưới này. Ba nhìn. Ôi. Thấy chưa? Cái dấu nó này. Con này bò nhanh phết nhỉ? Con này giống con rùa nhỉ? Cả tối anh em ơi, cả tối hôm qua là mình đi bới chỗ kia kìa. Chỗ kia cũng có dấu mà cả tối qua. Ủa bà còi chả quay mình gì cả, toàn quay con. À đây đây, đấy, tại vì nhiều trình đấy mà. Đây này, em chỉ cái góc kia kìa. À đâu đâu, thôi, được rồi, các bạn biết rồi đấy. Ừ. Góc kia hôm qua là ừ, cả đây. Mấy cái dấu luôn. Mà đi mò mãi không được, giận không được. Con ba buồn cười đấy, anh cho nó bò quay lại đây. Bò ra được, đây này nó đang xuống dưới nước dưới đây này. Nó xuống đây là mất. Nó mà xuống đây là mất anh em ạ. Mất à? Đêm nó có lên không? Không biết nhưng mà anh có cho ấy đâu cho quay lại đây nhé. Nếu mà xuống đây là mất tại vì chỗ này nó bùn sâu lắm. Anh ấy đâu quay lại đây em xem nào. Ui ba tự nhiên. Ui. Này. Con này có nhiều thịt không? Con này ăn được chưa nhỉ? Ui sao cái đầu nó dài ngoằng thế kia. Cầm ba thế này đúng chưa cô nhỉ? Đúng rồi, cầm cái sao lại ghê thế. Ui cái chân như là con cá nhỉ. Nào ngửa lên. Ui. Ui thôi. Thôi. À ngửa lên nó không chạy được à? Để kệ để thôi. Nào đi là để lên trên thuyền cho mọi người xem. Ba là phải ngửa. Con này nó hơi bé. Đúng ra con này nếu mà to nó phải rơi tầm 3-4 cân, 5-6-7-8 cân là chuyện bình thường anh em ạ. Nhưng ngoài tự nhiên thì nó nhỏ thôi. Còn nếu mà ba nuôi thì nó sẽ to hơn nhiều anh em ạ. Ba nuôi nó nhanh to lắm. Đó. Ui, ui ôi. Ok, thôi bây giờ mình sẽ đưa anh em xuống dưới kia để xem thế là những cái dấu của nó. Nếu mà có dấu mới thì kiểu gì cũng vẫn còn. Mình nghĩ là kiểu gì cũng sẽ đi đôi đấy. Đây là cái dấu đầu tiên phát điện ngày hôm qua này. Đấy. Không biết điểm đầu điểm cuối nhưng mà hai điểm này với cái dấu này. Đấy nhìn khác hoàn toàn dấu cá sộp đúng không? Mình zoom vào cho anh em xem nhé. Đó thấy chưa? Nó không giống với cả dấu con chuột, chuột đất mà nó cũng không giống với cá sộp. Đấy. Thì mình bới hai đầu ấy nhưng mà không được thì cuối cùng nó về kia. Đấy.
mình nghĩ là kiểu gì còn có nữa khả năng nó xuống đây rồi, nó xuống nước này, xuống đây thì chịu chết thôi. Trừ khi là tối nay nó bò lên trên thì mình sẽ đi kiểm tra, nếu mà có dấu mới thì sẽ lại thịt tiếp. Ok em ơi, thì hôm qua là mình có đi săn cuối cùng được chỉ được một con cá, à quên, một con ba ba thôi. Đấy lúc ấy là Bi cũng ở đấy đúng không? Đấy tối hôm qua đấy. Đấy thì là cái ao đấy nó cạn rồi, đúng ra là mình sẽ câu ở ao đấy. Thì mình sẽ thử thách câu cá bằng cần câu dẻo nhất thế giới đây, chứ cần câu dẻo nhất thế giới đây. Và hôm nay mình sẽ thực hiện một cái thử thách, đó chính là thử thách câu cá bằng cần câu dẻo nhất thế giới. Nhưng mà cái này nó khó là không dùng phao anh em ạ. Cái này là không được dùng phao mà nó chỉ là dùng cái ngọn chì. Và nếu mà cá cắn thì chúng ta sẽ cảm nhận bằng cái độ nảy của cái cần đấy anh em ơi. Rồi thì cái mồi hôm nay mình Ok thì hôm nay cái mồi bọn mình sử dụng nó chính là mồi cơm bình thường thôi đây. Mình có làm đây anh em nhìn này. Đó. Thơm không? Đó. Anh em ơi, nhiều anh em có comment bảo là cái mồi này mà mình dùng mồi gì vậy? Đấy thì đơn giản thôi. Anh biết cái cám cá không? À quên. Cái cám mà gọi là sắt gạo về xong cho cá ăn đấy, cái cám gọi là cám bột đấy. Đấy. Khi mà anh em đi sắt gạo thì sẽ ra một cái loại cám như này, hơi vàng vàng. Đấy. Thì anh em cho lên chảo, anh em đun từ từ, đun nhỏ lửa để khi nào mà anh em cảm thấy nó hơi vàng vàng, kiểu vàng cháy này. Xong nó thơm thơm, thơm rực mũi lên là được. Sau đó anh em nghiền với cả cơm, cơm nguội thôi. Thế là thành một cái món mồi. Cái bài mồi này là câu từ thuở xa xưa rồi. Đấy, rất là nhạy luôn. Ui. Thánh đánh giá. Thằng này gọi là thánh đánh giá anh em ạ. Lên rồi, Bi ơi lên rồi. Bi lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Kéo dây, kéo dây, kéo dây, kéo dây kia. Còn không, còn không? Còn không? Còn không, còn cá. Ui giời ơi. Bị tuột máy anh em ạ. Ui. Mình đang mải quay, thằng này đang nghịch. Ui, dính. Hỏng ơi, đây này, bị tuột máy này. Mình không khóa ben vào đâm ra là giật phát là nó bị tuột. Móm. Đói. Kiếm gì ăn đi. Thái Lăng bây giờ là anh em mình đi kiếm cái gì ăn sáng. Chứ câu qua một đêm đói lắm rồi anh em ạ. Câu từ hôm qua đến hôm nay chưa được con nào anh em ơi. Có hàng, có hàng, có hàng. Nhìn gì chưa? Quên không? Wow. Được đấy. Ui dồi ôi. Yeah. Có que thì vặt toàn những quả khủng kìa. Ui dồi. Này. Toàn quả khủng này, chín vàng trắng luôn. Chín trắng luôn này anh em ơi. Lấy những quả trắng bán em ạ. Ui dồi anh em nhìn này. Cái này có khi khả năng phải câu đến ngày mai nhỉ. Ăn được mấy quả nữa, còn ăn được mấy quả nữa. Thằng này nó quái đấy, ăn quả này anh vặt cho này, ngon này, đây anh nhìn này. Ui dồi. Chấm đậy vào. Ngon nhỉ, táo ngon thế, táo sạch. Đấy, chấm đậm à. Ui dồi. Ngon không? Ôi, ngày hôm nay là anh mình lại tiếp tục cái chiến lược thử thách câu cá bằng cần câu dẻo nhất thế giới. Và hôm nay cái mồi bọn mình dùng nó chính là mồi cơm, nhưng mà cơm này gọi là cơm chó. Cái mồi này gọi là mồi thừa của cơm chó. Ngon hơn mồi cơm trước. Cơm trước nghe vẻ là hơi hơi cứng. Đấy. Lên hàng, lên hàng, lên hàng. Ui, cá rô, cá rô, cá rô. Ô, khoan, khoan, khoan. Từ từ. Con này sao nó lại nằm ngang này? Ô, sao thế nhỉ? Ô, sao lại nằm ngang này anh em ơi? À, đây anh em ơi, con đầu tiên nhá.
nó ăn vào xong nó kiểu bị mắc vây này, nên bây giờ mình gỡ ra nó sẽ lại thành dọc ngay mà. Đấy. Unte. Unte. Một nhảy đầu tiên. Một nhảy. Đấy, hôm nay dùng cơm chó phát khác ngay. Mặc dù ngồi chỗ này hơi cháy tại vì là ánh nắng mặt trời nó hắt xuống nước xong nó phả lên mặt. Vào đây một nháy. Cắn mạnh lên hàng. Đấy. Bây giờ tẹo lại con cá rô con. Đây anh em ơi. Cá rô con. Bây giờ anh bắt đài rồi. Giật nhẹ nhẹ thôi, ngồi xuống, đứng lên làm sao cá nào ra mà cắn. Đấy. Cái cần này nó dẻo, đâm ra giật nhẹ thôi, giật mạnh là bung hết. Này. Nó ún thế. Kéo ra. Sắm kia, đấy, rồi. Con điên này. Con cá điên này. Con cá điên. Mày đâu rồi? Nè, bóng cái đây này. Ô, nó đi. Lên hàng. Hơi nhỏ, hơi nhỏ. Đấy, đúng rồi. Ủa, cẩn thận. Cái này giật nhẹ tay thôi, đúng không? Cái này giật mạnh phát là bung ngay. Tại vì nó dẻo mà. Rút kinh nghiệm rồi anh em ạ. Giật. Ui. Lên hàng. Mày đây. Được, thằng này giật quái được. Ui, anh em ơi, con này to. Ui, khổng lồ. Từ, không, đừng kéo đấy. Để cho nó mệt đi ạ. Để mệt. Chiếp gì con này? Rô. Rô, nhưng mà nó to à. Từ. Lên, phát lên luôn nhá. Đứng. Đấy, mày đứng, giật đấy. Quả mình đang đi ra đầu kia, tự nhiên thằng này thấy phát thằng này giật. Mày quá. Em giật nhẹ. Ừ, giật nhẹ thôi chứ giật mạnh là chết đấy. Em giật. Ui. Mất luôn con cá. Ba con bọn đây. Ui. Un tê. Đang cú nó còn chê ui. Ui. Không phải, lại cái cước này em ạ. Cái cước này mình cố tình cho cước nhỏ. Đấy. Mình không nghĩ là ở đây nó có cá to. Gọi về. Về học cay thế nhỉ. Về học à? 4 giờ. 4 giờ mới xong á? Vâng. Học online à? Vâng. Ừ, ún tê. Thôi mình lại câu một mình. Ui tay thằng ấy đỏ thật. Nó câu con to thế. Ui. Lên hàng. Con này thì không sống rồi. Phát này được rồi anh em ơi. Từ, đừng cho lên cao. Đây anh em ơi, con vừa nó còn to hơn này, con hồng cơ. Ui. Đây. Con này to. Hai con to liên tiếp anh em ơi. Ui dồi. 1, 2, 1. Thôi, cầm tay cho chắc anh em ạ. Úi giời. Này, anh em ơi. Úi giời. Khổng lồ luôn anh em ạ. Ui. Em nhìn này. Con vừa nó còn to hơn con này cơ anh em ạ. Ui dồi anh em ơi. Này. Con vừa nó còn to hơn con hồng cơ anh em ạ.
Mày à. Úi giời. Nhằng 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 tưởng khủng thế nào anh à. Rau dưa. Ui tuột. Ui. Phát đấy là dính hàng khủng thật đấy anh em ạ. Mất cước à, mất lưỡi rồi. Phát vừa mình liều mình quăng thử ra ngoài xa sao nào kiểu chơi chơi nghịch nghịch để xem ra bọn cá rô này nó có động không thế mà. Dính ngay hàng khủng, ui nó lôi phát sợ thế. Đây này. Do mình dùng cái cước này mỏng quá đâm ra là nó rất là dễ tuột. Đấy. Chứ nếu mà cước dưới mà to như cước trên này thì khả năng không tuột, phát đây không tuột đâu. Mà anh có thể thấy là nó rít rất là mạnh. Ui, rít phát phê thế. Và thật là cái này nếu mà chịu tải là cũng ok đấy. Nếu mà cái máy này chịu được và cái cước này chịu được thì nói chung là cũng chẳng si gì đâu. Anh có thể thấy là vừa ấy con mà to như bàn tay là cũng chơi được này. Rồi con vừa ấy không biết là cái con gì mà nó tha kiểu díu xéo 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 mà không lên được anh em ạ. Nơi khi mà mình hơi xét cái ben này phát thì nó nhằng phát nó đứt luôn. Đấy. Ok em, hôm nay cái thử thách câu cá bằng cần câu dẻo nhất thế giới này của mình cũng đã thành công rồi em nhá. Đấy thì ở video sau thì mình sẽ thực hiện một cái thử thách đó chính là với cái thằng Cubin kia. Mình một cần nó một cần. Đấy, bốc thăm để xem ai sẽ là người chiến thắng. Hôm nay là gọi là thử test thôi, test cái độ dẻo dai của cần thôi thì mình cảm thấy ok. Này. Đó. Và video này mình cảm thấy cái con cuối cùng ấy, cái con dẻo dẻo ấy, phí. Cảm giác rít rít eo eo eo. Ui phê. Úng té. Hẹn anh em ở video sau nha. We'll be right back.